Oh, vi håller på så. Oh, du vinner inte. Du vinner inte. Aj, du vinner inte. Du vinner inte. Oj. Nej, jag slår. Jag slår. Vad har du? Nej, hon är barnen. Han Lê xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Vợ chồng Honey của Xuân Thủy Điển. Mấy ngày nay á thì Lê không có bận lắm đâu ông bà cô chú, nhưng mà tại vì là thường thường Lê chỉnh sửa video là sẽ chỉnh sửa vào buổi đêm, không khi mà em sắp đi ngủ. Thế nhưng mà mấy bữa nay á, em sắp em mới ngủ đến tận 10 rưỡi 11 giờ gì đấy là em mới khóc lên. Thế là vậy nên là Lê lại phải đi vào làm cùng em sắp, tới làm cùng em sắp xong rồi cuối cùng là ngủ quên luôn mất ông bà cô chú ạ. Vậy nên là mới không có ra nhiều video vậy đấy ông bà cô chú. Đây là cái video mà hôm bữa hai bố con nhà Hanh kìa bảo là sẽ đi ra ngoài chỗ khu vui chơi để chơi cùng mấy bạn của bố anh kè. Thế cuối cùng là đi ra ngoài để chơi xong rồi không có vui lắm. Thế là bố anh kè rủ về nhà chơi. Thế cuối cùng là dẫn bạn về nhà chơi luôn. Và tiện kia cũng là cái bạn thân của ông chồng mình luôn ông bà cô chú. Thì anh ấy cũng học cùng với ông chồng mình từ hồi cấp 3 luôn. Và đến tận bây giờ thì hai người cũng đi vào xưởng làm cùng nhau luôn ấy. Nhà anh bạn này thì có 3 đứa, thì cái đứa bé gái là đứa lớn này, rồi cái anh chàng bên cạnh là đứa thứ hai, và một em út nữa là bằng tuổi mấy em sóc, thì sinh trước em sóc cả gần đến 1 năm luôn không mà cô chú. Thì cái em của anh ấy thì sinh tháng 1, của em sóc sinh tận tháng 10, và đánh tranh nhau những cận 10 tháng luôn không mà cô chú ạ. Nhưng mà mai lại đi học thì chắc là học cùng nhau thôi, đấy. Về nhà có 4 đứa trẻ thôi mà khác hẳn cả lên. Chỗ đồ chơi này bình thường có mình em sóc thôi là nó đã khác rồi, bây giờ là 4 đứa này nó còn tanh bành lên hơn nữa ông bà cô chú ạ. Hiện trạng của một cái nhà mà 4 đứa con, trời ơi là nói không còn chỗ nào để nói nữa luôn ông bà cô chú ơi. Ồ, vô lò, ô xô mông người con phía xô rồi. Hân xếp nà bì mẹ cháu xếp. Ờ, em là đèn xong vi hò xếp từ đèn phòn Việt Nam, xong vi hò con mà hiếp hết rồi. Ờ, vi ạ, vi ạ. Hòn đi xếp từ đèn phòn xếp. Ờ. Hello, rốt lịch viêu lắm. Hè đất á. Jag går ut. Det är ingen far. Ha, det är läxoplats och det är inga. Det går bra ha. Så får vi städa hon ha. Det smakar som någon annan. Ska Åh, vi håller på så. Kan du? Åh, du vinner inte. Du vinner inte. Aj, du vinner inte. Du vinner inte. Oj, 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 Viola. Du, åh, så söta du kan, åh. Du kan pussa, Viola, pussa. Pussa, inte kaka på huvudet. Nej, det är det. Ni är kompisar. Ja, det är riktigt kompisar. Vill inte Viola det? Får inte Viola hålla så? Du ska vara snäll. Kramar dig. Viola, klappa fin Viola. Du kan få pussa, men du får inte slå. Rồi không ấy, ta nói bình thường á, có một mình ở nhà thôi, đồ chơi vất tung vất bành ra đấy nhưng không thèm chơi đâu. Thế nhưng mà có bạn đến chơi là bắt đầu tranh giành đồ chơi của bạn mới luôn. À, đáng cho bạn mượn, thế nhưng mà ra tranh giành của bạn luôn, không muốn cho bạn chơi luôn, muốn là mình chơi cơ. Bình thường thì á, nó đập lên đập xuống cái xe vậy đâu bà cô chú. Rồi đến cả cái điều khiển này nữa, bình thường có bao giờ động đến cái điều khiển này đâu. Thế nhưng mà hôm nay bạn chơi là ra giật luôn của bạn, không cho bạn chơi. Bây giờ là cũng biết giữ của giữ đồ rồi đấy ông bà cô chú ạ. Nej, Viola. Låt mig ha en leka. Jag har aldrig velat ha den innan. Nej.
Quá rồi. Mà không không thức ăn. Nhớ lá. Nhớ lá. Đi hoa ăn là lệ sọc. Du vill vilja ta den. Lias, kan du backa? Kan du backa, Lias? Kan du backa lite? Backa så hon kan följa det. Nej! Du kan gå, Viola! Du har gått innan. Vad är det? Oj. Det är så. Lyssna på den. Titta på den. Hon vet inte. Hon bara sitter där framåt och kollar på oss. Det är ingen fara. Có cái anh con trai thứ hai của bạn ấy thì là rất là biết nhường nhịn em Sóc luôn ấy ông bà cô chú. Em Sóc muốn chơi cái gì thì ra bảo em Sóc ngay. Sau ấy Sóc muốn chơi này hả, anh cho cái này chơi này. Hoặc là Sóc muốn ăn cái gì thì anh ấy cũng mang ra cho Sóc ấy. Sóc muốn ăn cái này hả. Xong rồi Ly có một chút ít phòng phành Việt Nam ông bà cô chú. Thế là Ly mang cho mấy đứa nhỏ ăn mà mấy đứa nhỏ thích ăn lắm. Ăn xong rồi quay ra hỏi là có thể cho mang về được không ấy. Mà rất tiếc Ly không có còn nhiều, Ly còn có mấy cái thôi. Mà cho hai em ấy ăn mỗi người hai cái ống đấy, xong là còn có đúng ba cái ống nha ông bà cô chú. Thế là lại chia lốt cho em ấy, mỗi người một cái nữa, còn một cái ống cuối cùng để lại cho em Sóc luôn. Tính ra là không có nhiều nên là không cho được nhiều luôn ấy. Tại cái này thì Ly cũng đi xin thôi chứ không phải là của Ly. Tại vì cái này là của dì Ly. Dì Ly có mang máy sang xong rồi dì Ly tự làm ra. Thế là hôm bữa Ly xuống đấy chơi, Ly mang cho dì mướp đó. Thì là dì cho mấy cái ống này cầm về cho em Sóc để em Sóc ăn. Thế nhưng mà em Sóc thì ăn thì ít mà nghịch thì nhiều, nên là vẫn còn nhiều vậy đấy. Thế nhưng mà mấy đứa này nó đến nó thích ăn xong nó còn xin mang về luôn đấy. Đấy, Ly cho ăn xong rồi còn có ba cái ống cuối cùng tí nữa, chuẩn bị đi về là xin mang về nữa đấy. Thế mà Ly không có còn nhiều, thế là Ly cũng chia cho mỗi đứa một cái nữa, thế là còn một cái cho em Sóc để em đi ăn. Tại vì em cũng thích ăn cái phồng phành này lắm. Tại vì ở bên này á thì cái bánh cho trẻ con ấy là cái bánh ngô ấy ông bà cô chú, thì nó cũng như kiểu bánh phồng phành Việt Nam nhà mình á. Thế nên là cái phồng phành thì nó chẳng khác gì luôn. Vậy nên là mình hay cho em Sóc ăn cái này hơn là đi mua cái ngô đấy luôn, cái bánh ngô đấy luôn. Vậy nên khi làm mà hết ấy thì Ly sẽ đi xuống dưới nhà dì Ly, thì dì Ly cho Ly khoảng một túi bé bé vậy thôi. Đây, anh là anh rất là ngoan, anh chơi với Sóc rất là vui luôn ông bà cô chú. Sóc muốn ăn anh mang ra cho Sóc ăn luôn. Rồi, ông bà cô chú có nhìn thấy cái gì kia không? Bố cháu lại đi quảng cáo cà phê Việt Nam đây ông bà cô chú. Bố cháu quảng cáo là cà phê Việt Nam ngon lắm, uống nó khác lắm. Thế là cuối cùng cha mẹ cháu phải đi pha một cốc cà phê để đãi ông bạn đấy ông bà cô chú ạ. Được cái là mấy ông bạn của ông chồng cháu ấy thì uống cà phê rất là mạnh, cho nên là uống cà phê Việt Nam thì cảm thấy rất là ngon, rất là thơm, rất là đậm đà vị ông bà cô chú. Chứ nó không như kiểu cà phê Thụy Điển như kiểu là nước lã xong là pha ra ấy. Okej. Okay. Vem alla har inte det. Det är liksom för. Det är precis som jag sa. Det var riktigt gott. Det kallt. Det enda jag tycker är lite att Emil står och droppar så länge så det är inte riktigt bra. Nej, nej. Nej, det är för i här, de är kall, så det blir de... Det är det. Det är samma bönor, det är bara... Ja, man gör det på ett annat sätt. Ja... hur säger jag det? De tråkiga bönor, som alla sett, typ de mer... Det är det vi köper även till Sydamerika. Det är så visst, nu har du lukt detta någon gång, men ta in kaffe då, gör att de har tunga. Tycker du det påminner som att det är typ molka i det, alltså kaffe gör det? Ja, det är det. Nói vậy chứ ông chồng mình thì thực sự là uống cà phê Việt Nam nhưng mà chẳng biết là cà phê Việt Nam làm kiểu gì ấy. Hỏi lên là cà phê Việt Nam nhà mình thì sao, nó khác hay là thế nào, thì như thế thì nó sao lên thì cái Việt Nam nhà mình thì ngày xưa theo bằng tay thì nó thủ công thôi, còn bây giờ hầu như là người ta cũng sao bằng máy rồi. Thì bên này nó cũng sao như vậy, nhưng mà chẳng qua là cái hạt cà phê nhà mình nó sao, có khả năng là nó sẽ sao lâu hơn là một tí, cho nên là cái hạt cà phê nhà mình nó cũng thơm. Với lại cà phê nhà mình pha bằng phim nên là nó nhỏ giọt từ từ, nó ngấm vào lửa nên là cái cà phê nó ra rất là thơm, rất là đậm đà luôn nữa. Nó khác nhau ở chỗ đấy. Và lần nào ai đến mà chưa uống thử cái cà phê đó, là ông ấy đem uống khoe hết luôn đấy ông bà cô chú ạ.
Ông chồng mình thì là thích cà phê Việt Nam lắm, yêu cà phê Việt Nam cực kỳ luôn ấy. Hầu như là người Thụy Điển á, người ta không có uống được cà phê mạnh như kiểu cà phê Việt Nam nhà mình đâu. Nếu mà ai uống vào xong là họ sẽ bị say luôn ông bà cô chú. Tại vì cái cà phê Việt Nam nhà mình nó rất là đậm đặc, mà cà phê của Thụy Điển thì nếu như mà ông bà cô chú mà uống được cà phê Thụy Điển thì thấy là nó như nước lã ấy. Nó không có mùi vị gì luôn. Ông chồng mình đi uống cà phê ở bên ngoài mà cũng về kêu như vậy luôn ấy ông bà cô chú. Ông chồng mình là người Việt, người Thụy, chứ không phải người Việt, người Thụy, nhưng mà cũng còn kêu như vậy luôn là ông bà cô chú thấy không? Oh, the ghost thì giờ mà cái ai lại thấy cái số? Du kan komma hit så du kan få låla dem. Du kan komma hit så du får låla dem. Du får komma här. Så även om du får nåla dem så kan du rita här. Det är en stav. Det är bra. Men de är så dyra. Ni kan komma här varje vecka. Kanske varje helgen. Vinner du det? Nej, vinner inte. Jag kan inte ihåg vad det är. Den kostar inte så jättemycket. Nej, den är nog säkert. Den är med bra. Rồi mấy đứa nhỏ nó nhảy nhót từ nãy đến giờ, nó mệt rồi, xong mở tivi lên chúng nó coi là chúng nó ngồi im nếm nếm với nhau này đấy ông bà cô chú. Nej, för svag kaffe, det går man inte att dricka. Marians kaffe, det är inte riktigt. Det är ingen så. Varenda frisommartorata, varenda grej de gör. Ja, men det kaffet är ju jävla vanliga. Ja, det är inget kaffe. Tycker du det? Ja, då har jag väl tagit rätt kammer, då får man göra rätt så många kammer. Ingenting. Det är för lite på dig. Lias. Inte för nära. Lias, kan hon få pussa dig? Kan du få det? Ja, jag kan. Bara komma och pussa typ på killen liksom. Jag vågar inte. Vågar du inte? Jag bara komma och pussa så vanlig. Inte riktigt pussa, men det är typ bara att lägga på så. Kan få det? Vi säger inget till din flickvän. Ja, ingen. Nej, men kan hon få det? Kan prova, kanske. Kan prova. Kan prova. Prova att se hur hon gör. Ja, Lia, så inte bara så. Får inte dra det från dig. Nej. Nej, jag vill slåss. Abbe, nej. Kan vi prova, Lias? Nej. Inte. Jag får lyft. Nej. Lúc này thì Ly đang trêu các anh bạn nhỏ này là cho em sóc ra ôm thơm một cái đi. Nhưng mà anh ấy ngại, anh ấy biết rồi ông bà cô chú, nên là anh ấy không muốn cho kiểu là con gái thơm mình hay thơm mình á. Nên là Ly đang trêu thôi chứ Ly cũng không có muốn. Tại vì em sóc thì em thích ai thì em mới ra em mới ôm em thơm thôi, chứ không phải là tự dưng em cứ đến em ôm không không ấy. Em mới phải chơi với người ta một lúc, xong nếu mà người ta mà chơi lại cùng với em mới quý ấy, thì em mới ra em mới thơm. Đây, xong hai đứa bằng tuổi nhau đây ông bà cô chú. Em bé này thì nhẹ hơn em sóc khoảng 5 lạng thôi. Thế nhưng mà nhìn em này thì cao hơn cả em sóc, mà cũng chẳng có gì khác nhau mấy đâu. Hai đứa trông vậy thôi mà cũng bụ bẫm xinh xắn lắm. Em bé kia thì cái lúc mà em mới đẻ ra ấy, là em bị viêm não cỡ. Hay là thành ra là em ấy cũng có kiểu bị bệnh ở trong người ấy. Còn cái anh thứ hai vừa rồi ấy, thì anh cũng bị cái bệnh cái gì ở cái chỗ cổ này, là vậy nên là cái mặt của em nó mới bị sưng lên như vậy, nhưng không phải bị quai bị đâu mà cô chú, bị cái gì á, nó kiểu một cái cục hạch ở đấy á. Thì là đến tháng 11 này hay sao ấy thì là em sẽ đi mổ cái hạch đấy, để cắt bỏ cái hạch đấy đi. Cũng khổ thân cho mấy đứa nhỏ lắm, đứa nào hầu như cũng bị bệnh nhưng mà cô chú. Cái lúc nãy thì đi ra ôm người ta, thơm người ta, rồi còn cộc đầu người ta. Còn bây giờ người ta ngồi bên cạnh, người ta cho ôm, cho thơm thì không muốn. Không muốn ôm, muốn thơm, chỉ muốn ngồi chơi không thôi, muốn xem tivi không thôi. Lại còn đòi giật cả ti giả của bạn cơ. Ti thì ti của bạn, nhưng mà ti của mình thôi, tự giật ra để lấy cỡ các ông bà cô chú. Det vet du väl? Ja. Jag gillar det, Elias. Tycker du om det? Ja, jättemycket. Inte? Jag tycker om det inte alls, Gula. Mm. Har du varit affär snart eller? Nej, inte. Jo, men det... Ja. Vi får börja dra oss hem, men jag är rätt trött. Det syns. Ja, det syns.
Ja. Men alltså. Det var rätt mycket strö för hela ute. Kom ner. Kan du hjälpa till, Nias? Inget tempo, kan få han hjälpa till? Kan du? Jag får se. Ja. Håller du med? Ja. Vad duktig, Nias. Åh, vad duktig, Nias. Ja, Lias. Den kan inte. Det går inte, då. Trong video thì Ly quay ít vậy thôi chứ ở đây chơi cũng cả 2 tiếng đồng hồ đấy ông bà cô chú ạ. Mà chơi chán rồi, bắt đầu bây giờ là muốn đi về rồi. Tại vì cái em nhỏ kia em buồn ngủ quá rồi mà em sóc em cũng mệt rồi nữa ấy ông bà cô chú. Vậy nên là phải đi về để cho hai đứa nó ngủ. Chứ nếu mà hai đứa nó cứ ngồi chơi mãi không biết bao giờ mới xong. Còn hai cái em lớn này á, thì chưa muốn về đâu. Em vẫn muốn ở lại chơi tiếp đấy ông bà cô chú. Đến lúc đi ra về rồi vẫn bảo là chứ ngày mai bọn tôi đến chơi có được không? Xong rồi lại còn hỏi tuần sau bọn tôi đến chơi có được không. Thì mình bảo là hôm nào rảnh thì có thể đến chơi cũng được mà. Mình với cả em sóc lúc nào cũng ở nhà. Nếu lúc nào rảnh thì đến chơi. Nhưng mà có vẻ như bố em ấy thì cũng ngại, không muốn đến thường xuyên đấy ông bà cô chú. Bà kêu mẹ là hẹn nè. Fin klar. Gör det så. Så. Släpp inte min tröja. Nej. Hej. Kan du komma på så? Komma. Kan du komma? Ja, vad bra. Åh. Oj, jag är försiktig. Ja, pappa får vi med dig Viola. Ja, det jag menar. Hon behöver kompis. Ja, det är ihop. Du kan få gå in med skor också. Fågel. Han gick ju båt. Ja, det är det jag menar. Men han kör fortfarande under. Farmors granne som hjälper han Elias. Gamla pizzaboden. Ja. Ja, det har jag sett på många gånger. Sen har han varit... Ja, en av han hjälper. Ja, han har något att göra som man säger. Du klipper och skärmar. Ja. Så svensk. Cái em nhỏ này thì hôm sau ông chồng mình đến hỏi cái anh ấy là thế khoảng bao lâu thì em mới ngủ. Thế anh ấy bảo là chưa đi ra ngoài khoảng đâu được 3-4-5 bước thì nó lăn queo ra nó ngủ luôn. Còn em sau thì bọn mình phải đi ra mãi chợ xong rồi vòng về bắt đầu chán em mới ngủ gật luôn ông bà cô chú. Chờ em sau em mới giữ tỉnh táo lâu lắm. Em càng buồn ngủ thì em sẽ càng làm cái gì đấy để cho em mới thức. Chứ em không bao giờ có gắt ngủ đâu mà cô chú ạ. Em ấy buồn ngủ là em sẽ tìm tòi những cái gì để em ấy nghịch, để em ấy chơi, để em giữ tỉnh táo ấy. Chỉ trừ khi nãy em ấy cực kỳ buồn ngủ lắm rồi thì lúc đấy em ấy có thể ngủ thiếp đi được. Chứ còn ngoài ra, nếu chỉ trừ khi mà nó buồn ngủ bình thường, không bao giờ em sẽ dễ đi ngủ được đâu. Khó lắm luôn ấy ông bà cô chú ạ. Nè. Đến xuống nhé. Chẳng được hay được không sao? Viola, får hej då. Hej då först, hej då. Hej då, hej då. Hej då, Viola Hinka, hej då. Hej då. Viola ska följa med. Ja, vi åker här. Viola, hej då. Viola Hinka, jag vinkar redan nu. Men nästa vecka kanske. Om kommat så kan han skicka mig för så jag blir och kan fixa lite kakor eller paj till dem kanske. Vi kan se vad vi... Ja, så det är bra för att vi håller sånt vinna också. Ja. Läsa ting. Nej, det är Det är försiktigt med dem. De är som inte så bra. Hoppa ner. Inte där. Hoppa från gräset. Där står du, så hoppar du ut. Jag vill inte att du står på detta. Ta gången ner och gå ner för trappan, annars så att du inte trillar. Kan du vinka hej då? Kan jag säga hej hej också? Hej då, hej hej. Hej då. Hej då. Jag hälsar mamma också. Vill du vinka igen? Jag vinner. Hej då. Ja, vi ses imorgon. Gör vi. Ja. Tack så jättemycket. Hej då. Hej då. Viola, vinka.
Lúc này đi ra mãi mãi kia rồi mà vẫn còn liên tiếp, vẫn còn chưa muốn về đấy ông bà cô chú ạ. Và video của Ly đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video của Ly rất nhiều nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Ly để Ly cứ tiếp tục ra video cho mọi người cùng xem nha. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Còn đây là cái hình ảnh của em Sóc là đi chợ xong rồi đến lúc mà đi về gần đất nhà bắt đầu mới ngủ gật, lăn đùng ngủ gật ra đây ông bà cô chú ạ. Ngủ gật mà không có chịu dựa đầu ra đằng sau đâu, cứ phải gật gù mãi đằng trước đợi em mới ngủ hẳn rồi bắt đầu mới để đầu em ra đằng sau được đấy. Chứ nếu không cứ để như này em lại giật ra đấy ông bà cô chú coi đó. Đó, chứ không có chịu làm ra ngay đâu. Em này em mới hơi khó tính về cái khoản đấy tí nha.